Rồi, em Tuấn xin chào anh em nhé. Hôm nay mình tiếp tục quay cho anh em xem dòng khoan và vít của DW. Thì hiện tại là em có về dòng DCD 999 và DCF 887 hàng Mexico. Nói chung hàng Mexico sản xuất và xuất cho thị trường của Mỹ. Đây là hàng DCF 887. Đây là Mexico. Đắt 2020 và đắt 2021. Thì hiện tại 887 của Mexico em về khá nhiều. Còn đây là DCF DCD 8999. Thì DCD 999 thì hiện tại là nó là là dòng sản phẩm mới của DW. Nó ra cuối năm 2020. Thì tại Việt Nam mình thì cũng là khá nhiều anh em đang sở hữu cây này. Thì dòng này nó khác biệt với cây DCD 996 là nếu mà chúng ta sử dụng pin led full, dòng pin đời mới thì nó sẽ tăng công suất lên là 42% công suất so với cây DCD 996 sử dụng pin 5A. Dòng này nếu mà chúng ta sử dụng pin 5A thì công suất cực đại của nó vẫn là như cây 996 nha mọi người. Còn nếu mà chúng ta đổi sang pin led phone đời mới thì công suất nó sẽ tăng lên mức cực đại. Thì hiện tại ở trên này vòng tua của nó max nó sẽ đạt cực đại đó là 38.250 vòng trên chục vòng. Còn lực búa và lực khoan nó cũng vậy. Thì thật sự là cây này lực tốc độ không tải của nó đều như cây 996 hết, tất cả đều như nhau. Thì nhưng mà nó chỉ khác là sử dụng pin led phone thôi. Thì về bên ngoài thì nó sẽ có một chút thay đổi, đó là thay đổi cả đầu hộp số này. Chúng ta có thể thấy sự khác biệt một chút đầu hộp số. Thứ hai là đầu tủ lốc nó vẫn vậy và cơ chế hoạt động nó cũng như nhau. Đây là mình sẽ test thử cho mọi người xem. Thì hiện tại pin led full mình vẫn có, nhưng mà mình sẽ test thử cho mọi người xem bằng pin 20V. Sử dụng pin 20V thì mình thấy nó cũng giống như là cái DCD của 996, không có gì khác biệt rõ. Tiếp theo là cây DCF 887. Thì DCF 887 là thị trường của Mỹ, nó sản xuất tại Mexico. Thì tất cả những cái hàng này dành cho thị trường của Mỹ đều có tem chuẩn SA US. Đây là tiêu chuẩn riêng của Mỹ. Những sản phẩm hoặc là những cái gì mà được đưa vào nước Mỹ thì nó đều có tiêu chuẩn riêng. .887 này vẫn là mẫu cũ, vẫn chưa có gì thay đổi. Không biết là năm 2021 hoặc là năm 2022 thì nó sẽ có những cái mẫu cải tiến hơn của DCF 887 hay không, hay là nó sẽ cải tiến thêm giống như là DCD 999 vậy. Nhưng mà mình nghĩ là chắc có thể là không, tại vì nếu mà sử dụng cây 887 mà sử dụng pin led phone thì nó là khá nặng, thì nó lại không cần thiết lắm. Để mà nó tăng thêm công suất cực đại của nó như vậy thì nó sử dụng cục pin khá là nặng, nên mình nghĩ nó cũng không phải là cần thiết lắm. Đây. Rồi, thì hôm nay mình sẽ quay cho anh em và mọi người xem như vậy thôi. Thì nếu mà mọi người thấy video của mình hay thì có thể là like và chia sẻ video giúp mình nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Chào mọi người.